Chào tất cả mọi người. Wow, chồng Ngọc á, anh mới vừa đi thay đổi cái này. Daddy, come to a little bit closer. Sure. Show everyone what you have changed. Cái này là giống như cái này tiếng Việt mình gọi là cái gì ta? Cái hood. Yeah. Bonnet. Giống như cái này có ba Ngọc biết. Tự nhiên cái này là cái hood ở đằng sau, cái giống như đầu xe đi. Anh đi qua bên Michigan mà cái bữa mà ảnh pick up lucky á, ở bên Michigan á, cái anh thời gian mà trong thời gian mà để chờ chuyến bay về bên lại chiều á, về bay lại Florida á, ảnh lên mạng anh coi sao anh thấy có người bán cái này nè, rồi xong rồi cái là ảnh chạy tới anh mua luôn. Anh về đây anh mới nói với Ngọc, tại sợ Ngọc càm ràm nên là anh chạy lại nói với Ngọc, ready come over and leave it closer. Sure. Anh nói với Ngọc á là anh mua cái này, rồi cái bữa nay là người ta ship cái này qua tới đây rồi nè, rồi từ sáng giờ đi bút hẹn đặt hẹn để cho người ta gắn cái bẩn ở đằng trước này lên nè. À, giờ có được đời không? When your guy gonna come? They said gonna come. Mm-hmm. It's canceled right now. Oh yeah. Yeah. So right now it's gonna look like this. Yeah. Là còn cái where's your old one though? It's still at the shower. I gotta pick it up tomorrow after I drop JD off. Ngày mai á, còn cái bẩn ở trên á là còn ở ngay chỗ sửa xe á, ngày mai mới tới anh lấy, còn giờ là bắt đầu xe là bẩn này nè. Tôi được đời không? You thinking about wrapping the same color? Yeah, I have the wrap in the garage. Mà mốt có cái anh kia ảnh bay qua ảnh wrap cho Ngọc cái màu này, nó chung lên cái này luôn. So what is the purpose of it? Just looking nicer? No, see over here, it's got the vents here to help expel the heat that it makes, because it makes a lot of heat. Có, anh nói là Ngọc nói là có cái này để làm gì? Anh nói có cái này thì nó có mấy cái thông gió ngay chỗ này nè, thì khi mà mình lái xe thì xe nó mấy cái đồ cái máy nó nóng quá thì nó hỗ trợ là nó mát hơn cái máy. So it's better for the car. Yeah, it keeps it cooler. Bây giờ thì Ngọc với ảnh đi, tại vì ảnh nói với Ngọc là ở gần đây có một cái chợ public mới mở. Thì anh muốn Ngọc đi coi thử sao nên thôi bây giờ hai vợ chồng Ngọc sẽ đi chợ public, rồi quay cho mọi người xem coi chợ public mới có cái gì ở đó nha. Nếu như mà đúng như lịch hẹn á thì cả khoảng tuần đầu tiên của tháng 9 á là Ngọc với ba với lại chú Bình sẽ đi coi Lena Messi đá. Nhưng mà nó lại có một cái thông tin như thế này là Lena Messi mặc dù đã qua chế độ của mẹ mì rồi, nhưng mà hình như là có những cái trận đấu quan trọng cho nước nhà thì phải về phục vụ cho nước nhà, nên là những trận giờ tháng 9 có thể là sẽ không có Lena Messi, nên là hả, cái trận mà cuối cùng mà có Lena Messi là vào ngày mai. Có một bạn tính đi coi vào cái show ngày 9 tháng cái ngày 9 tháng 9 đó với Ngọc á, báo cho Ngọc biết thì bạn đó nói nếu mà chị muốn đi coi Messi thì chị phải đi coi vào ngày 30 tháng 8 là ngày mai nè. Nên là Ngọc nghe vậy thôi. Ngọc tối hôm qua Ngọc book vé luôn. Ngọc book vé là cho Ngọc với ba, chứ còn bây giờ chú Bình là qua là không kịp rồi, không được rồi. Tại vì á hả, mới vừa biết rồi tối hôm qua rồi book rồi xong mà máy bay rồi ấy, sắp xếp công việc đồ qua đây được. Công việc đã sắp xếp là khoảng 10 ngày nữa là đi, mà giờ vậy thì đâu có kịp. Nên là nếu mà ấy thì chú Bình sẽ chỉ có qua đây chơi với đại gia đình thôi, chứ còn không có đi coi trận đá banh đó. Mà nên là tại vì tháng 10 á, hình như chắc tháng 10 là Messi sẽ qua bên Chicago đá, thì có gì chú Bình coi bên đó cũng được. Nhưng mà hiện tại những cái vé của Ngọc thì vé mua rồi á, là mấy cái vé này mua là mình không có đổi trả được. Rồi mà Ngọc có mua bảo hiểm luôn, nhưng mà nếu mà mua bảo hiểm á thì người ta nói mình là phải có một cái lý do chính đáng thì người ta mới bồi thường lại cái tiền đó. Nên là bây giờ Ngọc phải đi đăng lên mạng, Ngọc đi Ngọc bán lại mấy cái tấm vé đó. Thấy bán thì chắc cũng hơi khó khăn đó, là Ngọc chưa biết làm sao đây. Để ngày mai Ngọc với ba đi coi Messi trước đã, rồi coi như thế nào. Xong rồi nếu mà bán cái vé đó không được thì chắc Ngọc với chồng Ngọc với thầy Chay sẽ rủ nhau đi coi đá banh ngày 9 tháng 9. Rồi không biết có Messi hay không thôi, chứ giờ cũng không biết làm sao. I'm telling everyone about the Messi. Oh yeah. Problem with him. Yeah, with him, he's going to be going to. I say that if we can sell the ticket on the night, you and me and JD gonna go to see the soccer. Yeah. Đi coi thôi chứ giờ biết sao giờ? Chứ đâu có ai biết được vậy đâu.
Nên là ngày mai Ngọc với ba sẽ đi coi trận đá banh. Hoặc là chú Năm qua đó, like maybe chú Năm come, we're still gonna go and see it. Yeah. Hoặc là chú Năm qua có Messi hay không cũng còn ba cái vé thôi, cũng đi coi. Giờ sao giờ chịu thua luôn. Không biết ngộ ha, tự nhiên qua đây rồi mình cũng đâu nghĩ tới chuyện là sẽ đi về phục vụ lại đất nước và đá mấy cái trận quan trọng đâu. Nên là mình mua vé ngày đó cuối cùng bị vậy đó. Người tính không bằng trời tính, đúng luôn á. Mở nhìn là sạch sẽ, mới nha, đẹp nghe không? Xe đậu ngoài quá trời luôn, bận rộn luôn nè. Kế bên chuẩn bị mở thêm cái Ross kế bên nữa. Đây cái chợ, là đây là Publix, là một cái hệ thống chợ rất là nổi tiếng ở Florida. Mỗi bang có một hệ thống chợ nổi tiếng nha. Như bên Michigan ngày xưa Ngọc là Myers với lại Kroger's. Rồi qua bên tới Chicago thì có cái chợ nổi tiếng bên Chicago là chợ gì Ngọc có mất tiêu ta? Jewel's. Rồi qua bên đây thì có Publix. Trên đó có camera nè, đó, phát hiện mặt mình ra vô nè. Trời chồng một anh tính mua gì mình lấy xe anh đẩy nè, tưởng đi coi thôi chứ. Xe mới luôn hả? Xe mới đẩy ngon á. Xa chợ bự dữ à. Chợ này bự hơn chợ bự gấp đôi bắp ba cái chợ của Ngọc á. Có nguyên một cái chỗ để ngồi ăn uống đâu đây luôn nè. Cái chợ của kia của Ngọc đâu có chỗ ăn uống đâu. Cái này phải dẫn mẹ đi, mẹ nhà đang bờ nằm nghỉ ngơi. Nên thôi Ngọc điên mình, không có rủ mẹ. Đây rau quả trái cây đây, mua dâu gì cho chị ăn nữa. Yeah. We need to buy more whipped cream though. There's no more whipped cream. Dâu. Coi táo sắp là nhìn thấy có thèm ghê. Ôi ôi nguyên một binh đoàn táo luôn. Sắp nó thẳng hàng chứ bộ ha, ngay hàng thẳng lối đẹp chứ bộ. Cái gì gọn gàng cũng đẹp hết trơn. Nhìn cái là muốn mua liền luôn. Mít này không biết chín chưa nữa. Một thau rồi, một đồng rưỡi một thau. Đây, thịt nè. Thịt này là đang được giảm giá nè, thịt bò nè. Cái quầy thịt này thì cũng không có gì nhiều. Cũng giống như cái quầy thịt ở bên Ngọc thôi. À, nhưng mà cái này là khác nè. Cái này là một phần ức của con gà lôi á. Là bên Ngọc không có, ở đây có nè. Ồ, nào giờ bên Ngọc đâu có thấy có tai heo đâu. Bên này có thấy tai heo nè. Chân móng heo thì có, chứ tai heo không thấy nè. Cái này cái gì đây đó. Cái này cũng mới nè. Ồ, nay bán lòng bò rồi hay khăn lông rồi gì đó nè. Nhượng bò rồi đó. Lá sách bò. Ok, cũng có lý cũng được á. Mà mốt để dẫn mẹ ở đây để cho mẹ review à. Mua được vài món rồi đi tham quan dạo vòng vòng này thôi. Bây giờ Ngọc sẽ đi về, Chay đang học piano ở nhà. Đi về xong rồi dẫn mẹ với ba đi với Chay đi ăn. Nè, đây là kẹo của Vincent Ballet thích nè. Dễ thương không? Ferrero Rocher. Cái này là cũng là kẹo nữa nhưng mà nó nằm trong một cái hộp nè. Mua này cho Chay đem đi học để chị ăn nè. Ngọc mua mấy cái họ hạt này để Ngọc về không ăn chung với sữa chua. It's been a long time that we go shopping like... Yeah, together. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới một mình mà đi mua sắm kiểu vậy luôn. It's good. We need more time like this where we just sit here and do our planning and talk and work things out. Khoảng thời gian mà chỉ có hai vợ chồng thôi rất là quan trọng. And get healthy food. Đây Ngọc mua cái pistachio này về ăn chung với lại vô luôn. Sữa chua chứ. Ngọc mua sữa chua này nè. Sữa chua không đường á. Whole milk. Chồng Ngọc anh mua thêm cheese sticks. Oh. JD and Lucky. Hai bót thật. Ngọc mua cheese sticks này để về làm cho chay nè. Chồng mua này để về ăn salad nè. Này cũng mang salad nè. Này chay, cái chai nước sốt mà anh thích ăn nhiều salad nè. Cái này là parmesan để ăn spaghetti. Bây giờ đi ra nè, mà cả nhà mình coi nè, coi trời ơi, chuyển đen thui hết trơn luôn. Tampa, Florida cách Ngọc 4 tiếng đồng hồ, đang có bão rất là lớn, học sinh phải nghỉ học. Mà có cái chỗ Ngọc ở đó, né được bão, cái bão đó chứ không may chân cũng mấy là cũng bị bão rồi. Rồi bây giờ đi về thôi. Chắc mưa ở bão ở Tampa chắc cũng ảnh hưởng ở bên này nè, giờ mưa nè.
bão này tới ngày mưa thôi chứ còn không tới bão đâu, tại vì đâu có nghe nói bão đâu. Đi nhà. Get out of here, touch it. Oh. Rồi, mình vô coi chai học piano xong chưa. So that's called the play along. So we'll try it next month. Okay. Wow, all of a sudden, it's just raining so hard outside. Những cô giáo về. Đợi mưa cho cô giáo. Tội cô giáo. Ướt trơn. Ôi trời. Cái bản đồ có cho mình coi chỗ nào là đang bão bão nè. À, cái chỗ ngọc nó hơi bị ảnh hưởng chút xíu. Đó. Hơi bị ảnh hưởng chút xíu của bão nè. Ôi, coi bão nè. Mọi người ở những cái khu nè, xem bà đồ này kia, những cái chỗ thành phố khác nhớ cẩn thận nha. Ông bà cô chú ơi, anh chay là cả chừng từ ngày mà mua được cái áo với cái quần đó là ngày nào nó cũng đúng một bộ. Nó không có bộ đồ thứ hai ông bà cô chú. Ngày nào đi học về nó cũng lấy cái bộ đồ đó ra để nó mặc. Giặt không kịp với nó luôn, cái mà nếu mà nó giặt á là nó đợi tới mặc đồ khác thôi, chứ còn không là ăn nó cứ mặc đúng một bộ. Ngày hôm qua hát cũng hát đúng một bộ đó, nay hát đi mặc đúng bộ đó. Mà bữa nay là có thêm dây nịt nữa nha, thích thêm dây nịt nữa. Đây dây nịt đây ha. Đi ăn là đó, đem là đầy đủ không? Yep, đầy đủ hết trơn. Không thiếu gì hết. Chào cả nhà. Tính đi ăn đồ Thái mà mở lên cái quán đường đi á, cái đồ Thái đóng cửa nên là thôi ba thèm cái này nè đó. Rồi đi ăn. Ba thích ăn đồ Hàn Quốc. Đúng rồi, cái bữa mà đi ăn đồ hàng á là mình tới đây nè. Là nó đông quá thì tới chỗ khác. Nên mình lại cái chỗ mà cái cô thương thương chay á. Nice. Mẹ khoái ăn gì? Mẹ khoái ăn gì? Cái hành mà muối hành ấy phải không? Ok, dùng hành giấm à. Chay nhớ chay vô đây nhớ cái nhớ bữa mình đi Hàn Quốc không? Dạ. Ừ. Chay giữ được đi Hàn Quốc ở ngoại sướng lắm ạ. Đó là ba mẹ với hai cha con chay. Đúng bữa đó con về Việt Nam phải không? Đúng rồi. Mấy ông bà cô chú nhắc hoài thương quá trời. Sao ạ? Ăn ngon quá hay sao? Không phải thấy mấy cô tiếp viên đem đồ ăn ra cái họ bên này cái mới nhìn thấy ông đang cô gái ngoại cái chân nóng cô đem đồ ăn ra. Ừ. Quan tâm đó mà ấy là quan tâm đó mà. Tiệm này nhỏ nhỏ xinh xinh ngon bán ok chứ cách nhà đó thứ bảy vô là không có chỗ ngồi luôn, đừng mơ vô đây ngồi đông lắm, bởi vậy là mình phải đi ngày thường. Rồi, bây giờ đồ ăn ra rồi, giờ này thì ăn đúng đồ nướng luôn, đúng nướng thịt bò ngon ha, nướng hang luôn, còn gì bằng nữa, tất cả những món đi theo. Đều sẽ ăn trong chịu quên. Rồi xin mời cả nhà nha, hôm nay trở lại món ăn Hàn Quốc cả nhà ơi. Món thịt bò là món ruột của mình đây. Thơm quá ai. Thịt nướng nha. Wow. Quá ngon luôn. Yes, right there. Chồng món ăn thịt bò kiếm khác. Thịt bò một vô ghi. Là the scallion salad. Yeah, thank you. Salad đó hả con? Salad đó, ba cái màu cách đó. À. Rồi anh không không biết màu cách anh đi. Rồi. Nó để bên đó mẹ ba ăn đi, con ngủ mà. Mẹ với ba để cái bên nhau ăn đi, chứ còn đâu ăn hơn. Này có hành, có đồ, mặc dù thấy nó ngon ngon, chứ có hành, có đồ. À. Mà cũng ăn. Ngon, ngon chay. Chay ăn đi. Nè, bỏ vô cơm nè. Bỏ cơm ăn đi con. Yeah, put it in the rice. They use oyster sauce. Oh, ngọt, ngon, 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 chai ngồi xuống đi con. Hai mày lấy cho ngồi xuống. Jade etiquette. Làm quà ăn nha con. Cái phần này ơi. Phần gì? Mình lấy nãy hả? Sao không? Dạ ngon, nước ướp ra không? Ngon hả? Nước
nước đây làm ngon. Ngọt ngọt, tiếng luôn. Would you drink some more of the water in this room? Bà cô chú thấy chay ăn giỏi ghê không? Bà khen chồng, bà chú khen con trẻ ăn với con. Dad, I'm really good at being. This is really good. You can practice anywhere with the app. Bữa rắn đỡ ngán. Ngon ha. Ngon, ăn quá trời ngon. Cái này ha. Chỗ tiệm này nướng thịt ướp thịt nướng ngon lắm. Ở đây người ta làm cái rau này rau y như là y như là cái rau trộn ở ngoài ở bên Việt Nam mình rất ha mọi ngọt, người ơi. Ngọt, 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 đây nè, à, đây nè. Có hành rồi thì có rau chua ngọt này cả nhà. Đó. Rất là ngon luôn. Cái này mà mấy anh nhậu còn phải lắm luôn. Ngon lắm luôn. Ba đặc biệt ba nay có ớt thì có tỏi đồ nữa ăn ngon luôn. Đúng ý luôn anh em hả? Chay nè, chay cũng ngồi, chay với ba ngồi cũng ăn hết chén cơm luôn nè ông bà cô chú. Daddy can chay đi hết more beef. Ông ăn thêm thịt bò đi con. Ăn thêm thịt bò đi chút về mẹ cho skittle. I'm gonna give you the skittle. More beef. Just little droplets. Little droplets of great tasting meat. Thank you. Ăn thịt cá gì vậy? Ủa sao không có trồng cải được? Mà cô chú ơi nhìn con nè. Đang rửa. Dạ, rửa tới giờ chưa xong cải gì đó. Ừ, đàn này quá ông bà cô chú ở đây. Bà cô chú thấy đàn ở nhà rồi. Giờ đàn này nó phải điện thoại làm gì đàn ở nhà mới ai. Thank you very much. Đó, giờ mới có cải nào ngoài nào mới rửa xong ngoài. Để đây đi hả? Cải ăn mới ngon lắm. Cải nó lạc lẽo, nó lạc lắm. Này, nhiều nãy giờ nó sâu thì... Thiếu gì phải không? Thiếu khốn. Bò là cải. Để bỏ vô miếng cơm ngoài. Vô miếng cơm. Rồi cái bỏ vô miếng thịt bò. Bỏ vô miếng kim chi. Ui trời. Là nguyên một cái miệng. Là nguyên một cái miệng dột luôn. Còn như mấy... Như mình phơi phim vậy đó. Quá trời mát hả? Tại sao bẻ bình bông luôn? Hả? Rồi xong bẻ bình bông luôn. Mát quá trời mát rồi xong bẻ bình bông luôn hả? Ai làm? Mẹ làm. Ai làm? Mẹ nói mẹ làm video. À mẹ làm video nhưng mà ai làm bẻ bình bông? Bỏ này vô nè. Mẹ con. Bỏ cái tương này. Đúng rồi cái tương đó đó. Tương nó có lấy dành ăn. Ba chấm với tương không à. Đó, ngon là nào. Chấm vậy mới ngon. Xin mời em bỏ của chúng nha. Ba thích ăn đồ Hàn Quốc lắm. Ba nghiền đồ Hàn Quốc. Quỳnh cũng vậy á. Quỳnh thích ăn đồ ướp của Hàn Quốc. Quỳnh thích áo mẹ lắm. Con thích áo mẹ à? Thích áo mẹ đang mặc con thích lắm mà. Ok không? Áo mẹ đẹp hơn mẹ thích cái áo của con luôn. Nhưng mà con mặc nhiều lần quá mẹ thấy chán. Cứ ăn hết cơm đi. Con ăn hết cơm đi. Ăn đi. Wow. Bỏ cơm vô nè. Thấy hả? Ăn đúng cái kiểu mà hồi bữa đi Hàn Quốc đi. Bỏ cái tương này vô nữa. Ui trời ơi. Bỏ miếng này vô luôn. Ngon ơi là ngon hả là? Mà nó có ăn giá. Ở bên Florida bên đây chiều nào cũng trời mưa cả nhà ơi. Như là có bão á. Mưa đi ăn đồ nướng. Đúng bài luôn. Ai ăn đồ nướng là đúng bài luôn. Dạ, dạ. Wow. Tuyệt vời luôn cây. Ở chỗ này ướp thịt này ăn vừa ăn ghê nha. Ngon quá. Có không? Anh bảo anh đi ăn oyster sao bảo anh ăn sesame. What? Hai ông nói đại. I give you a taste of it. Bao? Chắc phần nào? Quá ngon. Mình có ăn giá.
bỏ này vô. Con ăn đá lá cá cá cá. Ngon lắm. Đó. Ở bên hàng là người ta đưa cho mình nguyên cái một ớt cay luôn. Thắng luôn. Đã. Còn thiếu gì nữa không ta? Bỏ này vô giòn này nha. Bỏ cái này cũng vô giòn lắm. Ăn miếng cái này cũng chấm miếng vô ha. Còn chấm miếng nước tương nữa nè. Thôi thôi thôi, nước tương bậy, có nước tương mà bậy sao sai bậy đó mà. Có tương bột lắm. That was good. Ngon. Ăn đi nãy giờ nè, đang nãy giờ nhiều lắm à. Ok, thank you. Okay. Wow. Oh, wow. Quá thank you luôn. Quá thank you. Quá dữ. Quá dữ. Quá con. Quá dữ hả vậy ha? Ba làm vậy với ông ngoại. Đi ăn mà có con có cháu gì nó đông đủ mà vậy là vui rồi. Về Việt Nam cũng vậy. Ăn có con cháu rồi đông đủ cái nó vui. Rồi nhớ bây chặt con ơi. Ok, ăn cũng giống đi huynh đây. Này phải ăn 3 phần nha. Sao này mình biết là vô kêu là 3 phần cháu bé. Đúng rồi, nó có nước này ha. Kêu hay tiêm bì, tiêm đồ này kia các nọ cái là ăn nó bị nó no á. Rồi nó thấy nó mất no. Bị rối loạn. Này chọc cái lá này, lá nấy nhìn ngon ghê. Cơm vô này. Kim chi này. Cái này ngon này nha. Chua 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 giòn giòn. Cái này cũng ngon nữa. Nào giờ con không ăn cái này. Mày ăn cái này ngon. Nào giờ con ra quăng này không. Bỏ thêm chút tương này vô nè. Thử này. Thử ngoài giòn lắm. Ngọt ngọt giòn giòn. Ở đâu hơi dày vậy đó. Rồi bỏ vô một chút xíu thịt này. Cái này cũng cũng cay trắng quá mẹ. Đó, rồi, xong đủ chưa? Rồi, cho miếng này nữa. Ừ, để cay 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 ngon nè. Đúng á. Theo cái đó là mới đúng hả? Cái này là mới đúng nè. Bỏ miếng kim chi vô ngoài. Thảo hả? Bỏ miếng này vô nè. Nó ngon lắm. Đây dĩ tầm cải, bắp cải, có phải tím. Vì nãy giờ tưởng hành tím không dám ăn. Có phải tím. Còn không biết là hành. Tưởng hành tím không dám ăn. Mời cả nhà. Cải ngon ha. Giòn mỡ ngọt. No luôn, ăn vậy mà no luôn á. Ít cơm bia nhìn giống như nó vàng kim ảo trắng. Mấy người nó màu màu trắng chứ màu màu cam. Ờ, trong video nhìn giống như màu vàng với màu trắng. Mở ngoài nhìn nó trắng màu cam. Ồ hay không? Bây giờ nó hết lửa rồi đó. Mà cái lửa đó lên làm vậy thịt mới ngon không mày? Ăn biết không, con mở á. Dạ. Bà cô chú. Gì con? Sao cơm bị cho mặt cô chú? Thay cái bộ đầm con mèo ra cái là hả? À, mặc cái bộ đồ A Đàm vô liền ông bà cô chú thấy không? Ôi ôi còn cái trên áo có gắn mèo. Mẹ ơi mẹ ơi. Trời lớp là chơi. Con có biết là chuẩn bị tới Halloween chưa? À, trời bây giờ Halloween này con muốn làm cái gì nè? Hi, let's start getting some Halloween stuff. À, con muốn decorate cho cái phòng của con làm Halloween ha. Nhưng mà what you wanna be for Halloween? Con bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, cái này bậy rồi. Quá trời kim tuyến ở trong này luôn mà đem bỏ vô trong miệng. Bậy rồi. Con muốn làm Wednesday Adam phải không? Yeah. Ok, rồi. Mình sẽ làm bé gì? Bé từ. Rồi, cái video clip này tới đây Ngọc cũng xin kết thúc. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi gia đình ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye.